Tiểu thư bóng kìa. Thành của Bảo lắm rồi nha. Kim ơi, Kim tính làm gì Bảo vậy Kim? Kim đâu có làm gì Bảo đâu, Kim chỉ muốn ăn thịt Bảo thôi à. Xê ra nha, cách xa nhau 2 mét nha. Xin ông á. Trời ơi, nhà nó giàu lắm. Ông tin tôi đi, rất là giàu. Nhưng mà con nhỏ này nó có số sát phù. Ông nhớ hả, nổi tiếng trường mình mà. Hồi kỳ nó quen thằng Tuấn đó. Thằng Tuấn đang là học sinh giỏi nhất trường 5 năm liền nha. Quen nó xong ở lại lớp 5 năm luôn. Có mà. Học lớp 7 năm lần luôn đó. Rồi, chưa kể nó quen thằng Hòa nữa. Thằng Hòa là ba má gia đình đang rất là hạnh phúc. Quen nhỏ này xong ba má ly dị luôn. Xui xui thì sao á. Trời ơi, nhưng mà biết đâu được vô ông cái đổi giận sao. Ông với nó hợp mạng sao. Hồi nhiều khi mình đang ở nhà cái bán nhà ra đường ở cũng là đổi giận ha. Ông điên quá hả. Tin tôi đi, làm gì mà bán nhà ra đường. Nhà nó rất là giàu, có biệt thự, nhà lầu, xe hơi. Má nó là nguyên cái trang trại nuôi heo luôn, ông biết không. Bây giờ một con heo là 10 mấy chục triệu. Rồi ba nó ha, là giám đốc hãng phim. Ông mà vô ha, chỉ cần đóng vai chính là mệt nghỉ luôn. Ông tin tôi đi. Dạ. Hôm nay cảnh gì? Dạ hôm nay cảnh nhảy xong. Cảnh nhảy xong mà cho tôi bận bộ đồ này hả? Ai mà thấy? Ủa anh, hôm qua anh á, anh mặc đồ màu đen á anh. Bây giờ tôi không thích nữa. Đi vô đỡ cho tôi cái áo rồi đó. Tôi phải nhảy xong, tôi nhảy xuống dưới tôi chết, tôi nổi lên thì người ta mới thấy tôi. Làm ăn gì đâu. Bắt cơm. Dạ. Dạ. Anh kêu em. Bận bộ đồ rồi, bận bộ đồ ngồi nổi tôi nữa. Bà coi từ sáng đến giờ bà bận cái quần đùi nè, biết bao nhiêu. Hiện trường rồi cứ đứng lo nhìn bà không. Không có lo làm gì hết. Đẹp cái gì. Bây giờ làm hay nghỉ? Nghỉ. Nghỉ thì biết. Điên nào. Biết. Lẹo phải. Mày hiện trường mày rảnh mày. Tao điên luôn. Mày rảnh hả mày? Mấy cái thằng này đều đoàn phim bị khùng hết rồi hả? Trời đất ơi. Còn cái thằng D.O.B này đó. Mày lùng mà mày thích hút thuốc quá vậy. Tao thấy mày suốt ngày mày lo mày chơi bóng rổ như mày. Mày không có lo mà hả cải thiện cái nghề của mày gì hết. Mày biết chưa? Chào Banh. Dạ có em à. Từ sáng đến giờ tao chưa thấy mày cầm cái máy để lên mày chụp tao một đường tắm nữa. Hả? Dạ. Đi làm cái gì vậy? Dạ từ từ mới chụp được chứ anh. Chụp cái gì? Dạ chụp gái chứ mới chụp anh sao. Mày hả mày. Cái cảnh đinh của tao nè, lát hồi tao nhảy xuống mày cam mày chụp nghe chưa? Dạ. Nghe chưa? Dạ thì chừng nào anh nổi lên 3 ngày sau em chụp cho. Trời ơi, cái đoạn phim gì vậy? Trời ơi, dẹp cái đoạn phim đi. Trời đất ơi, hiện trường đâu? Hiện trường. Con có hiện trường. Làm cái gì vậy hả? Hả? Trốn. Điên hả? Nãy giờ có thấy máy bay qua bay lại không? Dạ thấy. Lên chặn máy bay cho tôi. Máy bay vậy làm sao mà quay? Sao em làm được? Không làm được thì nghỉ. Chắc em nghỉ quá. Mày đây rồi, con mấy cấp đâu rồi? Thành cá rồi. Mày tào lao mày, mày nghỉ luôn cho tao đi. Trời ơi, cái đoàn phim gì mà như đoàn phim hài vậy? Wow, cũng dễ thương nữa à. Thôi anh Bảo phong độ quá à. Đạo diễn. Dạ anh kêu em. À, suốt ngày đi quay không lo đi quay. Lo cầm cái điện thoại quay vòng vòng quay YouTube. Ai cũng biết ông là Khương Dừa hết. Anh kêu em cái gì không anh? Tôi hỏi ông, khúc xong này tại sao lại nhảy ở đây?
cái cảnh ở đây đẹp, nhảy sông là rất là ấn tượng. Ông có biết khúc sông này là khúc sông thúi nhất trong nguyên cái đoạn sông này không? Đó, ông nhìn phía trên kia đi, cầu cá cha không, rồi tôi nhảy xuống dưới tôi nổi lên bên với nó luôn hả? Anh thấy cái khúc sông này đẹp lắm, anh chọn rồi đó, nhảy ở đây là ấn tượng lắm em. Bây giờ ông nhảy được tôi nhảy, ông nhảy đi. Em làm diễn viên phải nghe lời đạo diễn chứ. Bây giờ ông làm không? Ông không làm được thì nghỉ, tôi đuổi. Anh nói vậy đúng không em? Đúng, đúng rồi anh, đúng rồi. Mọi người nghe theo anh bảo nha. Thôi để tôi chọn khúc sông khác cho anh nha. Sao sao sao? Hay quá. Tiếng hồi của ta. Bể màn hình rồi nè mày. Bây giờ mày phải quen nhỏ đó đi, đền bù cho tao, chứ không là tao bắt mày thường cái điện thoại tao á. Mày tao không quen nó, không lấy tiền đền mày hả? Ừ. Sao? Được không? Thôi được rồi. Thì mà sẵn nó đóng dây chính luôn. Mày không được nói với ba má từ vụ này nha. Đó, bà thấy chưa? Tôi làm được rồi đó. Mà bà nhớ là mua đồ của tôi nha chưa? Tôi cảm ơn bà nha. Tôi sẽ mua cho bà đơn hàng 20 triệu luôn nha. Bà có sao không? Tôi không có sao. Làm sao là tôi chưa rồi. Cái tính nhút nhát của Bảo lắm rồi nha. Kim ơi, Kim tính làm gì Bảo vậy Kim? Kim đâu có làm gì Bảo đâu. Kim chỉ muốn ăn thịt Bảo thôi à. Đừng lại nhập tôi mà. Bảo, hôm nay gặp được Bảo á, Kim vui quá à. Bảo cũng vui nữa Kim à. Không ngờ á, bà đẹp trai vậy luôn á. Cảm ơn Kim quá khen. Nay hẹn Kim lên đây chi vậy? Muốn tìm hiểu tôi phải không? Bảo cũng... Cho Bảo ngồi xích lại rồi Kim chiếu nha. Trời, Kim thích cái tính táo bạo này của Bảo quá à. Kim à, uống miếng nước đi nè. Trời, nút muốn tét cái ống hút luôn. Bảo thích Kim quá. Bảo nè, Kim thèm ăn bánh bò quá à. Kim yên tâm, cho dù Kim thích ăn bánh xe bò, Bảo cũng mua cho Kim. Thích quá à. Là con gái phải xinh. Chờ xíu, con có điện thoại xíu nha. Ok. Alo, Kim nghe nè. Hả? Ai vậy? Hả? Em ngoại tình hả? Thằng nào gọi cho em? Không phải, Thanh, Thiên Thanh. À, vậy hả? Nghe tiếp đi. Son nha, bà lấy cho tôi 5 cây phấn hả? 10 hộp, mặt nạ hả? 100 hộp, chốt đơn hàng cho tôi, nghe. Hả? Rồi, chuyển khoản không? 1 phút 30 giây liền nha. Cảm ơn nhiều nè. Nhưng mà giờ Kim không có muốn đi ăn bánh bò nữa. Kim muốn đi coi phim. À, mới coi phim hả? Ok, Bảo đi coi phim luôn mà. Nhưng mà Bảo đi coi phim với bạn Bảo. Ai vậy? Thanh ơi. Bảo ơi. Xong chưa? Ai sao giờ mới tới? Trời, đến đợi mọc chết luôn, nắng xỉu luôn. Ê, xong chưa? Dạ, xong chưa? Xong rồi, ngồi đây nè. Ngồi đây đi. Hai người làm gì vậy? Đây là bạn của Bảo. Bạn Bảo.
bây giờ là đi đâu? Bây giờ đi coi phim đi. Ê, mình đi coi cái phim mà bữa hôm mình nói á, xong rồi mình đi spa, xong rồi mình đi đi ăn gì đi, đói bụng quá. Chứ đi coi phim đi ăn gì đói bụng quá. Đi mình đi coi phim xong mình đi spa ha. Đi coi phim xong đi spa nhưng mà giờ đi ăn đi ha. Hôm nay là Bảo với bạn Bảo có hẹn rồi. Thôi Kim đừng có buồn nha. Ủa, đi chung không? Đi chung không? Chị em không à. Thôi đừng có chồng người ta nữa. Thôi mình đi thôi. Đi. Đi đi trời. Đi. Không biết ai. Bye, mốt gặp nha. Rồi, cái gặp rồi. Bà nói. Bà... Chị em. Chị em là sao? Trời ơi, con bánh bé. Giao dịch không thành công. Thiên Thanh mà ghi Thiên Thắng. Chị không đúng được là đúng rồi. Hên dễ sợ. Xém nữa là tiền mất mà còn hốt nguyên con bánh bèo rồi. Bực quá. Trời ơi là trời. Bực bội quá. Trời ơi. Với bánh da đẹp trai, tóc dài, phong trầm dễ sợ à. Anh ơi, anh chụp phong cảnh hả? Đúng rồi em. Trời ơi, chụp phong cảnh chi uổng vậy, có người đẹp ở đây sao anh không chụp? Em tạo kiểu cho anh chụp nha. Nhiếp ảnh gia Tony Huệ đột ngột tử vong trong khi tác nghiệp. Đây là bức ảnh cuối cùng của anh ấy. Thấy chưa, tao nói mà mày nhìn đi. Con nhỏ này nó có số sát phu. Coi coi. Trời ơi, chụp hình cho nó mà đụng bị luôn kìa. Không đụng mà đột bị luôn mày. Hên đó là nè, cái chỗ này nè, cái chỗ này là cái quán cà phê nè. Cái quán cà phê tao bỏ về nè. Hên là tao bỏ về nha, không là cái hình này là tao đứng ở chổng đó. Là ngày này năm sau đám giỗ tao luôn đó Thanh. Mày nói tao thấy cũng có lý ha. Trời ơi, nó rủ tao đi coi phim nữa mày. Ui, tao mình hên quá. Trời ơi, hên quá, tao mà đi coi phim nó chắc gái gặp quá. Ê, sâu chuỗi lại các sự kiện luôn. Tao thấy nó xét phu thiệt á mày. Gì đâu. Trời đất ơi. Hên đó mày. Hên là hủ nói chuyện khoản cho người khác chứ không hủ chuyện khoản cho tao. Chắc giờ này chắc tao cũng nằm đâu đó, không phải ở đây rồi. Gì đâu. Tao nói mày bây giờ mình né nó ra đi, đừng có dính tới nó nữa. Con nhỏ này nó bị nó xui xui thì sao á. Nó giàu mà nó xui, hiểu không? Cái gì chứ, tao thấy nó xui á, ba nó làm hãng phim cũng không cứu được luôn mày. Mà chưa mày cứ dụ tao, mày đẩy tao vô. Tao có biết đâu. Tao tưởng là nhẹ thôi, ai ngờ trời chết chóc luôn, ghê quá. Thôi bây giờ coi như mình vậy là được rồi, mình thoát chết là ổn yên ổn rồi. Bạn điện thoại mình tính ra mà. Cái gì? Đền đi. Mày sao cái tính mày ngộ quá ha. Tao mới nói là hai đứa mình là mới mém chết rồi mày thấy không. Thoát chết thì không lo mừng đi. Ba cái đồ quỷ này có còn nhiêu đâu mà tính về mày tào lao mày. Quỷ này giỡn vui quá. Thôi xe nháp đi ha. Lỡ mà xe nháp mày ơi. Thôi đừng buồn lắm mày ơi. Nha.